Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map. Trong ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với chuỗi hành trình 15 phút vẽ mỗi ngày. Và bức hình mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó chính là một bức tranh đơn giản như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó nhé. Cảm ơn mọi người đã cùng với Thảo luyện tập vẽ mỗi ngày. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Vẽ gì hay của Thảo Mai Map để cùng nhau luyện tập 15 phút vẽ mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.